Sao nhập ngũ hiện đang là chương trình hot hit và nhận về nhiều sự quan tâm, yêu mến từ cư dân mạng. 6 chiến sĩ tham gia mùa này bao gồm Nam Thư, Diệu Nhi, Dương Hoàng Yến, Khánh Vân, Hậu Hoang, Kỳ Duyên. Sau chương trình này cũng được nhiều người mến mộ và thường xuyên quan tâm. Trong quá trình tham gia chương trình, hầu như 6 nữ nghệ sĩ đều bị bầm dập tơi tả. Chi cả Nam Thư chia sẻ trên trang cá nhân rằng mình đã bị chấn thương chân, đèn má nhận không ra, thậm chí còn bị mẻ răng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Nữ diễn viên chia sẻ, tiết lộ luôn với mọi người, đồng chí Thư không những chấn thương chân mà còn mẻ răng nữa ạ. Do ăn cơm còn cắn trúng cái gì thì không biết, đó là lý do những tập sau đồng chí Thư ít dám cười là vậy ạ. Ai xui như Thư cơ chứ? Chưa dừng lại ở đó, các đồng nghiệp thân thiết như Chris Phan không biết thương hòa Tiết Ngọc mà còn tung ảnh dìm hàng Nam Thư. Điều an ủi với Nam Thư là sau khi cô thông báo bị mẻ răng thì liền có tới 20 mail tài trợ làm răng. Đúng là trong cái rủi gặp cái hên. Trong tập 5 vừa lên sóng, Nam Thư tiếp tục ghi điểm trong mắt khán giả nhờ tinh thần dũng cảm thực hiện nhiệm vụ leo tường trong khi đang gặp chấn thương. Hành động của nữ diễn viên được ví như một chiến binh thực thụ, không ngại gian khổ nơi thao trường nảy lửa. Ban đầu, khi được hỏi về cách trèo lên tầng 2, 3 của tòa nhà khi không có dụng cụ hỗ trợ, diễn viên 34 tuổi đưa ra ý tưởng men theo đường ống nước. Cô cũng tự thực hiện thành công cách trên, nhận được lời khen của huấn luyện viên về sức khỏe và sự nhiệt tình. Sau khi được chỉ dẫn phương pháp trèo tường của lực lượng đặc công, trong khi 5 đàn em không thể làm đúng kỹ thuật, thậm chí không thể di chuyển quá 3 bước trên mặt tường, Nam Thư là người duy nhất thực hiện được động tác kỹ thuật trên. Vượt tường bằng sao đẩy là thử thách cực kỳ khó nhằn và nguy hiểm, đòi hỏi kỹ thuật cao cũng như sự dẻo dai, nhanh nhẹn. Khi được chỉ huy kêu gọi người xung phong, Nam Thư gây bất ngờ khi không ngại thử thách bản thân với nhiệm vụ đầy tính mạo hiểm. Trước quyết định liều lĩnh của Nam Thư, Diệu Nhi và Hậu Hoàng tỏ ra lo lắng cho đàn chị vì chấn thương chưa khỏi và phải bám chắc vào đường ống nước để leo lên tầng 2 của tòa nhà. Tuy nhiên, Nam Thư không hề nao núng và tự tin hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cô nàng thậm chí còn quên mất nhiệm vụ và định leo lên tầng cao hơn mục tiêu ban đầu. Nam Thư chia sẻ, bản thân đã quyết tâm thì phải cố gắng thực hiện thật tốt, quên hết mọi đau đớn bản thân đang phải chịu đựng. Nói về việc bản thân luôn máu lửa và buộc bản thân phải hoàn thành nhiệm vụ của huấn luyện viên, Nam Thư cho biết, tôi không phải kiểu thích thể hiện bản thân là người đi đầu. Đơn giản là khi được hỏi có làm nổi không, tôi nói là được và trong lòng đã tự lượng sức mình sẽ làm được việc ấy. Tuy nhiên, vì cố gắng trèo từ nhiều lần trong buổi huấn luyện, Nam Thư khiến vết thương ở chân nặng hơn. Quân y và đồng đội đều cảnh báo cô không nên tiếp tục vận động, nếu không sẽ phải rút khỏi các nhiệm vụ tiếp theo. Nữ diễn viên gặp khó khăn trong việc di chuyển, đặc biệt trong các nhiệm vụ phải hoạt động mạnh. Ở 4 tập trước, Khánh Vân, Mắt Biết và Diệu Nhi nhận được những phản ứng trái chiều vì chưa hòa nhập với đời sống quân ngũ. Trong khi đó, Nam Thư được khen vì luôn nhiệt tình và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ do ban huấn luyện đưa ra. Nam Thư bị thương trong lúc luyện võ. Đội 1 thực hành đầu tiên, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt quân địch, Nam Thư bị thương trong lúc chạy về phía điểm tập kết. Kiều nữ lăng hài bị trẹo cổ chân và phải nhờ đến sự giúp đỡ của quân y. Trong lúc chờ quân y băng bó và xịt thuốc giảm đau cho đàn chị, Khánh Vân cho biết cô cũng bị thương ở cổ tay vì bị trượt chân ngã trước cửa phòng. Khi chơi trò chơi, Nam Thư nhiệt tình thi đấu và liên tục lớn tiếng cổ vũ đồng đội giành chiến thắng. Lúc này, chúng tôi không còn khoảng cách chiến sĩ và nghệ sĩ nữa. Chúng tôi là đồng đội. Nữ diễn viên hài chia sẻ. Mũi số 1 chia thành 2 đội để chơi trò chơi. Kết quả đội 1 của Nam Thư và Diệu Nhi thắng. Các thành viên đội 2, trong đó có Kỳ Duyên, Khánh Vân, Dương Hoàng Yến và Hậu Hoàng, phải cõng đội 1 di chuyển thay cho hình phạt. Để tránh phải cõng thầy ngạn Dương Tiến Hoàng, Khánh Vân xung phong cõng Nam Thư. Diễn viên 26 tuổi không giữ vững được đàn chị trên lưng, liên tục khiến Nam Thư ngã chuối xuống đất. Trong lúc hốt hoảng, Nam Thư buộc miệng hô lớn, mũi chị sửa rồi em ơi. Là chị cả của Sao Nhập Ngũ 2020, diễn viên Nam Thư liên tục được khán giả yêu thương và ủng hộ nhờ tính cách thân thiện, gương mẫu và tốt bụng. Cô nàng xứng đáng là người chị cả mẫu mực qua những khoảnh khắc chăm sóc các em cùng đội, nhắc nhở và góp ý để các thành viên biết nỗ lực vươn lên.